Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Huy Poster. Phải nói là rất lâu rồi mình mới làm một cái vlog dài ở trên kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cơ ngơi của mình sau gọi là một thời gian vắng bóng làm vlog. Nhưng mà video short thì vẫn đang đều đều nha. Ngày hôm nay mình sẽ review lại cái góc làm việc của những anh em trong team Poster Studio. Rồi, đứng ở đây thì nói luôn cái vị trí này ha. Thì đây chính là ba cái hình đó, đập vào mắt là anh em thấy ba cái hình lớn này. Thì đây chính là cái logo của Poster Studio. Rồi chỗ này có hai cái câu mà mình lấy để làm động lực cho anh em, đó chính là chúng ta work hard, dream big and always keep positive. Đó, nói chung là tiếng Anh của mình nghe nó rất là tiếng Anh nên là anh em cố gắng nghe nha. Thì đây là cái không gian chính mà khi anh em bước vào trong phòng thì anh em đập mắt vào ba cái hình này rất là ấn tượng đúng không? Thì cái hình này á, mình dùng những cái sản phẩm chính của bên mình để mà mình làm luôn. Thì đây là một cái bộ sản phẩm mà hình chuyển in nhiệt đúng không? Hình in nhiệt. Thì tụi mình làm ra những cái tấm poster, sau đó là chúng mình chuyển về cái dạng này. Thì cái dạng này các bạn lấy về làm nền rất là đẹp nha. Đó, ví dụ như ở đây thì mình làm ba tấm này làm nền rất là đẹp luôn. Rồi, thì sẵn tiện đang cầm trên tay những cái món ở đây thì mình nói luôn về những cái sản phẩm tụi mình đang kinh doanh. Ví dụ như là bộ 30 sticker poster bóng đá. Thì đây là những cái poster mà tụi mình làm ra này. Thì có bộ 30, đây là cái bộ thứ hai rồi. Cái bộ trước mình đã bán ra và rất là thành công. Thì mình đang vừa làm bộ thứ hai thì cũng đã gần hết rồi các bạn. Hình như chỉ có khoảng đâu đó là 10 bộ thôi. Rồi, còn ở đây thì chúng ta lại có bộ lịch cũng bên mình thiết kế ra và bán từ đầu năm. Đó, lịch. Thì anh em nào mua lịch thì vẫn còn, lịch cũng còn khoảng chừng này thôi. Đó. Rồi, còn lại thì mấy cái linh tinh thôi, không có gì hết. Nhìn nó cũng hơi bừa bộn. Còn đây chính là cái nơi mà phải nói là tiền. Đó, rất là nhiều tiền ở đây các bạn à. Thì đầu tiên là về máy móc thiết bị nè, rồi mực in này kia thứ thì tụi mình đang in đây, in hình để mà đi gọi là giao cho các bạn đặt hàng. Thì có poster mới vừa ra, đó là poster của Iniesta này. Rồi đây là Rio Ferdinand với lại là Vidic này. Rồi Neuer nè, nói chung là rất là nhiều sản phẩm. Thì các bạn quan tâm đến sản phẩm chúng ta có thể bấm vào cái link của Shopee mình ghim ở bên dưới nha, mình phần mô tả đó. Rồi thì chỗ này sẽ là khu vực in ấn. Thì để mà in ấn được như thế này á thì tụi mình có một cái bộ gọi là trung tâm điều khiển của bộ phận kỹ thuật. Thì bộ phận kỹ thuật rất là ngầu nha anh em. Ở đây thì sẽ có là một cái con MacBook. Đó, một con MacBook như thế này để quản lý đơn trên này các thứ, rồi đăng sản phẩm này kia các thứ ở đây. Rồi, còn máy này sẽ chịu trách nhiệm là điều phối cái việc in. Đó, in sản phẩm hay gì đó là thì máy này sẽ là điều khiển. Còn đây là một cái màn hình phụ cho cái máy này. Thấy anh em thấy không? Đồ nhà dùng, nhà làm, nhà xài luôn. Quá trời là sticker trên này luôn. Đó, anh em thấy không? Về dán đầy luôn như vậy luôn. Tại vì mình làm mà, mình làm thì mình xài thôi. Rồi phía trên đây thì mình có làm một cái kệ để mà trưng bày những cái poster. Mà cái này là đổi hoài anh em. Ví dụ như hôm nay anh em nhìn thấy vậy, nhưng hôm ngày sau tụi mình lại thích các poster khác mình đặt lên. Lại là của nhà làm mà. Đó, thoải mái luôn. Rồi, thì có một cái kiểu đối lập như thế này ở trong phòng của tụi mình. Đó là đây là bàn kỹ thuật. Anh em nhìn không? Đồ full. Rất là nhiều máy rồi này kia thứ, quá trời thứ luôn. Nhưng bên này là bàn của designer. Đó, thì bàn này là bàn của Đức. Đức thiết kế đồ họa. Thì Đức thì mới vừa gia nhập cho nên là chưa dám đầu tư. Nhưng mà sau này Đức nói là cái khu này là Đức sẽ làm một cái màn hình rồi cong cong rồi đó. Nhưng mà mình đang ngăn cản Đức là việc màn hình cong thì nó sẽ cong cái hình. Cho nên là sắp tới sẽ dùng những cái màn hình chuyên đồ họa. Ví dụ như là đeo ultrasound này kia thứ. Sắp tới góc này sẽ ngầu hơn. Chứ anh em nhìn thấy không? Góc của kỹ thuật này các bạn thấy không? Như gọi là cha với con vậy đó. Thấy không? Đó, thì cái này không được nha. Cái này là mình sắp tới là Đức phải đầu tư nha. Còn cái này Hùng đầu tư rồi. Ok. Và đây chính là một cái không gian đặc biệt nhất của Poster Studio. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều poster ở đây. Thành quả của tụi mình đó. Thì đợt vừa rồi tụi mình có gọi là sale một số sản phẩm.
thì có những sản phẩm đã hết hàng nhưng mà tụi mình tiếp tục update, tại vì các bạn biết là tụi mình tất cả những hình ảnh này tụi mình kiếm hình, tụi mình cắt ghép và thiết kế ra, thành ra là những cái sản phẩm bên mình thì lúc nào cũng đảm bảo được độ nét rồi màu sắc này kia thì tụi mình cũng kiểm soát ở phần in ấn này luôn. Cho nên là khi các bạn mà đã tin tưởng và chọn sản phẩm bên mình á, thì cái trải nghiệm về hình ảnh và màu sắc này kia các thứ thì các bạn sẽ thấy là rất là chân thật nha. Thì đây chính là cái góc mà tụi mình sẽ trưng bày và thay đổi liên tục để mà khi mình lên trên livestream, lên trên video, các bạn sẽ được cập nhật những cái sản phẩm nó chi tiết nhất, nó ok nhất. Rồi, còn dưới này là một cái không gian nó không được đẹp như ở trên đây đâu, nhưng mà nó là linh hồn để mà tạo ra những cái này. Đó là linh hồn phần cứng á. À không, nó gọi là gì ta? À, linh hồn là cái hình rồi, cái này gọi là những cái phần cơ bắp của cái khung. Thì nó có cái phần mica này các bạn, mica là mình sẽ dùng thay cho kính. Rồi còn cái này là những cái tấm lót lưng. Đó, thì mình tính là sẽ làm ra một cái phần gì đó nó che lại chỗ này, nhưng mà nó gặp bất tiện một cái là mình lấy ra lấy vô nó hơi cực, cho nên mình vẫn để đó. Thôi kệ, để đó đi. Rồi, bên này thì cũng là một hai cái tủ, cái kệ mà mình để những cái khung lên. Thì đây cái khung bên mình đó, mình sẽ để lên, cái này nó vơi đi bớt rồi. Thành ra là thật ra là cũng không vơi đâu, tại vì chưa lười update lên nó, chứ trong kia còn nhiều lắm. Phải chờ đợi anh em ủng hộ nhiều thì mới gọi là vơi được. Rồi, còn cái chỗ này là cái chỗ mà mình sẽ để những cái phôi áo. Và hiện tại thì bên mình cũng có cho ra mắt mẫu áo đầu tiên. Đó là mẫu áo của Ronaldo. Thì đây là cái mẫu áo mà mình dựa trên cái hình là Ronaldo tất cả các đội tuyển. Đó, đây, các bạn thấy không? Thì đây là Ronaldo tất cả các màu áo câu lạc bộ chứ quên, chứ không phải đội tuyển. Thì từ là thời Sporting này, qua MU, rồi qua Real, Juve, tới là quay về MU, rồi bây giờ là đang đá ở Anad, thì đều tập hợp trong cái tấm này luôn. Đó, thì mình sẽ lên trên cái áo này thì đang được các bạn đón nhận rất là tốt luôn. Đó, thì các bạn quan tâm thì mình lại để link ở bên dưới nha, các bạn có thể ấn vào. Rồi, và đây là một số cái thiết bị mà hỗ trợ cho tụi mình livestream, quay video, rồi đèn đón các thứ, thì nó cũng đầu tư cũng khá chút vô để cho nó có chất lượng tốt. Rồi, còn cuối cùng qua phía bên này thì để mà đóng gói sản phẩm thì tụi mình có một cái góc nhỏ ở đây. Sắp tới thì tụi mình chắc là thiết kế lại một xíu để mà đóng gói nó kỹ hơn, tại vì biết đâu lên cái video này anh em đặt hàng nhiều thì mình phải tối ưu cho nó, gói cho nó dễ. Nhưng mà hồi trước á, là ở đây á là một không gian mở, tức là nó không có cái tấm này đâu, và phía sau là một cái bếp. Thì khi mà tổng thể như thế này rồi, tự nhiên tới cái chỗ này nó hiện cái bếp ra, thì anh em ngồi làm việc hay là người khác bước vào nhìn nó không được đẹp lắm. Cho nên mình mới nảy ra cái ý tưởng là làm một cái vách sắt như thế này. Cái này là mình nảy lên ý tưởng xong rồi nói với thợ sắt á, họ làm ra cái này cho mình. Sau đó là mình bắt đầu in hình ra, rồi sau đó là để vô phía sau. Nhìn nó cũng rất là nghệ. Nhưng mà tới cái khúc này thôi, còn khúc này mình làm biếng mình chưa có để, tại vì nó cũng che hết rồi, nên là thôi để cây và đồ nó cũng che hết. Thì đó là tất cả những cái gì mà Huy muốn giới thiệu cho anh em về không gian của Poster Studio. Thì đây chính là một cái đứa con tinh thần mà tụi mình muốn được lan tỏa nhiều hơn đến những người anh em mà yêu bóng đá. Và trong tương lai thì tụi mình sẽ phát triển thêm nhiều thể loại hình ảnh. Và trong tương lai nữa thì tụi mình muốn thêm một cái dịch vụ nữa. Thì cái này các bạn follow nhé. Và biết đâu sắp tới là các bạn có tinh thần sống ảo, các bạn có hình ảnh, các bạn muốn làm ra những cái hình giống như này, thay vì là Ozil đi, thay vì là Ronaldo, mà chính là anh em kiểu Nhường Khứa này. Đó, anh em thấy không? Cristiano Ronaldo Lionel Messi Huy. Đó, nói chung là tinh thần tự sướng rất là cao. Thì mình đang muốn, tại vì bây giờ mình chưa có thời gian để mà nhận những cái dự án cá nhân cho các bạn, nhưng mà tương lai mình sẽ làm cái này để mà đáp ứng và phục vụ cho các bạn có hình đẹp rồi lên một cái poster như thế này, sau đó các bạn về đề co phòng này cái thứ luôn, thì rất là tốt, rất là đẹp, đúng không? Rồi thì video tới đây thôi, và cũng như là rất là mong muốn anh em lan tỏa cái clip này, cũng như là những anh em nào yêu thích bóng đá, yêu thích những cái kiểu đẹp như này về trang trí góc học tập, bàn làm việc này kia các thứ, thì anh em có thể là đặt sản phẩm ở link bên dưới nha. Rồi, ok, còn quên cái nữa giới thiệu nốt hết video này. Thì đây là cái khu vực
nguy hiểm đó chính là cầu giao điện, nhưng mà lại là hàng nhà làm cho nên dán kín như thế này luôn. Ok, và tất cả các sản phẩm thì mình đều để ở link Shopee. Rồi, kết thúc video. Hẹn gặp lại anh em trong vlog tiếp theo. Bye bye.